Chú nấu ăn chưa? Nấu Ơi cơm chưa? Nấu chưa? 7 giờ. ơi Ừ. rồi Ăn cơm với gì? ơi đi ơi Ăn với cái gì? Thức ăn gì? À, vịt 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 bay, vịt vịt. vịt À, vịt vịt, hộp vịt, hộp vịt. vịt À, cá ta. À, cá cá mua mấy trời mẹo rồi không? Chết rồi. Rồi chết. Bình 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 À, tức là cây mình mua không chừng cây mua mua cho bình bình à, tức là mẹo trị trị à, bệnh chứ mẹo ui ghê cô gấp ra luôn hả? con khất ở đây bà một một cái số điện thoại mà phải hai cái viết à. Bà gì ấy. Cái viết của thôi muốn gì bà rồi ai 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 để em kể đầu đuôi câu chuyện nha, coi có đúng không nha. À, tức là thưa quý vị thì chị Yến thì nói tiếng địa phương Nghệ An đó quý vị, nên là sợ quý vị không có nghe rõ. Tức là có cái chú này, gọi bằng chú đi, bởi vì là lớn tuổi thì mình gọi bằng chú Tâm. Thì là bản thân chú là bị câm bổng bẩm sinh, rồi sau đó thì cũng nhờ mai mối chú lấy được một người vợ và sinh ra được một đứa con. Thì đứa con lại bị chết đuối, đứa con lại bị chết đuối, thì thành ra sau đó thì là người mẹ cũng mất luôn, tức là vợ của chú Tâm mất luôn. Thì bên cạnh đó thì bên chú Tâm lại có hai người em nữa, lại hai người em gái không có chồng. Rồi về đó bây giờ ba anh em sống chung với nhau. Đó, thì hôm qua hôm trước đây thì là một người đau quá đi đang đi bệnh viện. Hiện tại là chú Câm và một người em gái nữa ở nhà. Đúng chưa? Đúng. Chuẩn chưa? Đúng. Mình vô thăm ha. Đó. Cho nên là tiếng Nghệ An đó đôi khi là không có, mọi người không có nghe được. Chào chú. Chị, chú Câm đấy hả? Dạ, thưa quý vị, nghe trình bày thì chú này là bị câm. Nhưng mà cũng nghe được chị. Chào chú. Tiêm. À. Tiêm bụng. Bùng tỏ rỉa. À. Rồi thì bị gán rồi. À. Bị bùng phi rỉa. Ừ. Ừ. Mẹ. Ai ra. À, tức là đi chích bụng to mà không có thấy đường. Mắt mờ. Chắc nó bị gà. Cậu bà. Cậu kia kìa. Cậu kia. À, tức là không có đi được. Không có đi được. Mẹ mà. Mẹ mà. Đó đó. Sợ quá. Yên mô. Quá cà kê. Quá cà kê. Bích hiệu quả cả của cài ra. À. Em thì em ôi, ôi. Chị có hiểu gì không? Không. Tức là theo anh để thế nào? Tức là ói đó. Không. Binh biển. Yến. Không biển. Không biển. Vẫn nói được. Vẫn nói được. Nhưng không rõ. À, cài nhắc. Ừ. À, hả? Rất là hiểu ý nhau, à, tức là ý là đi bệnh viện rồi, ói bụng to, ai co, cạch, cào cái gì, cào cái gì, kéo đấy là kéo gì, kéo xe hả? Tức là cái gì chị Yến? Binh cái cả quả bùng tỏ được đau à, chắc là nhức đầu à, say sẩm à, dạ. À, hay là lao xe xuống dưới không à, có vẻ vậy đó bị bệnh năm bệnh rồi à bệnh rồi đây đây à là nhà đây à, tức là mỗi người một nhà đấy đúng rồi chắc là mỗi người một nhà à bình
À, chắc là bình ở đây á, bình đây. Đây là đây. Ê. Rồi. Rồi, để vô giới thiệu, vô giới thiệu. Rồi. Trời ơi, vậy là làm sao mà sống trời. Làm sao lấy đâu ăn trời. Ý là bệnh tật này kia vậy lấy đâu mà sống trời. Lấy đâu mà ăn. À tức là vợ, vợ. Ai? Phải, bà chết tôi. À. Chết rồi. Ừ. Bạch rồi. Em bạch. Vợ. Ừ. Về con đâu? Con á. Đây. Em. Ừ. Con chết đuối. Không có hình. Rồi đó. Má. Em chờ. Đẹp. Cạch. À tức là cao ngang đây bị sặc nước bị dậy. Thấy thương. Thưa quý vị, tất cả có một đứa con duy nhất thì cũng nghĩ là để sau này nó phụng dưỡng cha mẹ, nhưng không may cũng đã bị đuối nước quý vị. Bây giờ cha già thì bị câm, bên cạnh đó thì còn có hai người cô cũng già bệnh tật và neo đơn. Thấy thương quá. Chị cầm cho em chút xíu, em thắp cái nhang chị. Má. Chị cầm giùm em. Em thấy là hiểu nhau thôi em. Em mà em thấy anh cũng có tố chất đấy. Đây. Rồi, từ. Tức là ra này ngoài này nói chuyện đây. Rồi cuộc sống của ông bây giờ làm gì chị? Làm gì để lo cuộc sống hàng ngày? Thì ông lâm nông, sâu ruộng, sâu ruộng chứ rồi. Chắc bây giờ thật sự mình nói cũng không biết nói làm sao nữa. Không biết trả lời sao. Nhưng mà nghe được anh. Em nghĩ là nghe được. Thôi vậy em. Vậy em cầm đi, anh trao tiền cho chú để chú có tiền lo cho mấy người người em.
Kính thưa các cô chú và các kính thưa các anh chị thân mến, thì hoàn cảnh này cũng là một cái hoàn cảnh mà là khá đặc biệt, là ở cái chỗ là chú thì không có nói chuyện được các quý vị, cho nên là cũng không biết là phải làm sao. Thì trước mắt thì Tuấn Vĩ sẽ trích ra là 4 triệu đồng. Tuấn Vĩ sẽ trích ra 4 triệu đồng cho chú để chú lo ăn uống, rồi lo cho hai người em đang đi bệnh viện. 2, 3. Tội nghiệp hết sức. Vậy là người em là bị gan rồi đó. Bụng to kiểu vậy là sơ gan rồi đó. Chắc là sơ gan đó. Không có ai có gia đình, mấy anh em nương tựa vào nhau. Chú ơi, bây giờ giờ này không biết là chú có nghe không thì con không biết, nhưng mà con cũng phải nói là con sẽ gửi cho chú là 4 triệu đồng của từ các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì trong đây thì con xin trích ra 4 triệu đồng của bên nhóm của em Song Ngọc, tức là em Xuân, 2 triệu, và 2 triệu đồng còn lại là của một người ở nước ngoài giấu tên. Dạ, là tổng cộng là 4 triệu đồng nha chú. Dạ, con gửi chú nha. Dạ. 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 Bé cười bồng quá ra. À, đúng rồi, chị Yến. Cô em một máy à? Dạ, em có một máy. Dạ. Để em lấy cái sổ ra em coi. Đây là chị Yến. Thì nhờ chị Yến giới thiệu con mới biết được gia đình của chú. Dạ. Chứ con không có biết. Rồi nay chị Yến cũng trình bày hoàn cảnh thì con thấy là cần phải giúp đỡ những người tàn tật và những người neo đơn. Cũng thương cho chú là được một đứa con duy nhất thì nó bị đuối nước như vậy đó, con cũng rất là thương. Nên là con hôm nay thì anh em con tới đây là để thăm hỏi gia đình, rồi cũng hỗ trợ cho gia đình được phần nào, cho chú đỡ vất vả trong cái thời điểm khó khăn này. Dạ. Nói vậy chứ không biết chú có nghe không nữa. Ừ. Rồi nói gì chị? Rượu á. Họ có uống rượu không? Họ uống rượu. Uống nước. Tại sao mình lại phải nói rượu? Uống nước chứ mình, bởi vì ông có nói được đâu. Họ có uống nước không? Người ta đã không nói được mà cái tự dưng mình nói là rượu. Dạ thì đây hôm nay hai anh em con tới đây. Dạ thì ngoài anh Tuấn Vĩ ra thì con là Thành Nguyên. Không biết chú nghe hay không nhưng mà cứ giới thiệu để cho các cô chú còn biết nữa. Con xin gửi cho chú là 5 triệu. Thì trong 5 triệu này là có 2 triệu của chị Diệp Thu Liên và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Và chị Kim Thúy cùng các bạn ở Mỹ 3 triệu nữa là 5 triệu ông nhé. Để con gửi cho ông. Cũng mừng cho chú. Có vui không? Vui. Hoan hô. Rồi đây con gửi chú nha. Chúc chú sức khỏe nha. Còn nghe được. Còn nghe được. Lâu lâu cũng nói được vài chữ. Vài chữ cơ bản. Tội nghiệp nhất là tội nghiệp nhất là hỏi con đâu rồi bưng cái lồ mũi lại bị ngẹp nước. Con mấy tuổi? Con của chú mấy tuổi? Không biết. 7 tuổi. Cao cao khoảng đó. Đẹp. 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 Mai. Đẹp giống Mai. Đẹp giống Mai. Mai là vợ đó chị. Đẹp giống vợ đó. Sinh đứa con đẹp giống vợ lắm á. Ý là vậy đó. Vậy là đẹp, sinh đứa con là giống Mai. Nói ông thì nó hơi già ấy. Em chú, nghĩ chắc chú rồi. Dạ chú năm nay bao nhiêu chú? Trở. Hả? Năm nay bao nhiêu tuổi? Bọc. Sao diễn tả được, không có diễn tả được. Không có diễn tả được. Bây giờ có diễn tả bằng ngón tay thì bao nhiêu tuổi? Bảy chục.
À, thưa quý vị, đây là... Ủa, làm gì vậy? Là gì vậy? Đau vai khỏe và ý là còn khỏe á. Khỏe. Khỏe. Đúng không? Phải gồng lên chứ. Bị liệt không? Bị liệt không? Hả? Nói sao? Này chị. Là ý ông nói ông mệt á, ông lè lưỡi ra. Rồi đổ nhau hả? Em cầm anh diễn tả thử này. Thôi vì diễn tả đi. Ý chú là chú đang còn khỏe. Khỏe. Mát. Khỏe cơ, khỏe. À, khỏe cái khỏe. Rồi cái có lần bị té. Không. Không. Không té cơ. Này. Không. Rượu không? À rượu không. Không. Bét. Không uống rượu, không uống. Bông. À. Bông. À. Bông nó hãy ở ngoài. Con bông. Bông trời chạy rồi. À đúng rồi. Cà kê đó đâu. À. Rồi chú có hút thuốc không? Không. Để chú nha. Uống rượu không? có rồi chú đứng đây con hỏi nè, chú đứng đây này, chú đứng đây con hỏi nha. Rồi chú đứng đây, chú nấu ăn chưa, nấu cơm chưa, nấu chưa? Rồi. À rồi. À rồi. Bảy giờ. Rồi. Ăn cơm với gì? Ơi, mì ơi. Ăn với cái gì? Thức ăn gì? Dạ. À vịt bay, vịt. À vịt. Một vịt. Đó. À. Ba. Cái. Tức là khoe hộp vịt, ăn cơm với hộp vịt. Đó được rồi. Để nó ra trong đó. À cá. Chết rồi. Chết. Bình. À. Tức là mình mua không chừng. Mua cho Bình. Bình. À. Không. À mua cho Bình. Cảm ơn. Đậu cho Bình. Đây. Và hóc xương. À hóc xương. Bình. Thôi khỏi. Đây đi. À. Để hóc xương. Cũng kẹt rồi. Tạ sinh động ghê luôn. Đưa món gì ra đây? À mèo. À. Tức là mèo trị bệnh. Trị mèo. Ui ghê. Gắp ra luôn hả? Con khất ở đây bà. Rồi, cho con hỏi nè. Rồi ngoài cá ra đó, ngoài cá quá bơi vậy ra rồi còn có. Còn ăn cái gì nữa? Cá rồi ăn gì nữa? Biết rồi. Ăn cá xong rồi ăn gì nữa? Có đồ ăn gì nữa? Cháo. À cháo. Còn ăn được ha. Gà già nhưng mà xương gà vẫn còn nhai được.
Biết rồi, biết rồi. Gọi đó, gọi đó. Tôi gọi này đập mái đấy. Đập mái. Có đó. Wow. Giống đấy, giống đấy, giống. Làm lại coi, làm lại coi. Rồi. Làm gì? À, ý là con chó bị chọc chết. Để tả thử nha. Chó sau kìa, em biết chó sau kìa, thấy chưa? Ý là chó bị cán, bị gãy giò. Phải không? Là chó nó cũng tiền tiền. Phải. Tức là con chó này đi cả nhất. Chỉ có anh mới hiểu thôi. Có nghĩa là con chó này đi cà nhắc là bởi vì là bị xe Honda nó cắn. Bị xe Honda cắn. Má. Đi chơi, đi chơi. Khỏi. Đây. Đưa cho vui chị. Bịp. À đúng rồi, thấy chưa? Thấy anh hiểu ý ổng chưa? Ủa sao cái máy bên này à, chắc không biết sao. Thôi được rồi. À được rồi, con hiểu rồi. Con hiểu rồi đó. Ok, vậy giờ thế này là tụi con cũng trò chuyện chút cho nó vui. Trò chuyện chút cho chú vui vậy thôi chứ tụi con cũng hiểu được phần nào. Rồi bây giờ đó thì là tụi con phải lên đường để đi đến một hoàn cảnh khác nữa. Dạ, chúc sức khỏe chú nha. Dạ, ok ha. Cái quả đó, cái quả đó. Cái gì? Không biết. Viết cái gì lại? Chắc viết cái hay gì. Hay là xin số điện thoại. À, chắc xin số điện thoại. Đây, cái gì vậy? À, viết hả? À, rồi. Okay. Viết. À, cái viết, cái viết to quá. Dạ, để con cái này làm là lấy trong cái bếp củi. À, viết trên tường luôn hả? À. Để con biết ha. Nhiệt. Rồi, viết. Bút này thì thôi, viết này thì thôi. Rồi. Thôi bị xịn sò đấy. Cá cá. Thấy chưa, cái viết này là tuyệt vời chưa? Đọc được không Thành? Đọc được, con cho em tí để em vào em lấy cái viết khác ra cho anh. À, lấy cái viết thêm nữa coi. Cái gì? À, cái này cho nó rõ ha. Ok không? Quá rõ ha. Đây. Rồi, đưa đây. Rồi, một cái số điện thoại mà phải hai cái viết. À. Cái viết của thôi những gì? Bà. Rồi. Ai. Thấy chưa? Rồi. Dạ cụ thể chưa? Rồi. Ok. Làm lại như cái lúc nãy coi, vỗ tay coi. Ê. Làm gà đập máy hả? Không, lúc Tôi nữa đó. Vẽ cái mặt của anh xong rồi. Chảo nha. Đập. Đừng nhìn. Ok. Ok. Ê. Dạ ok thôi được rồi vậy nha. Dạ bye bye. À, dạ rồi, con chào chú nha, chú sức khỏe nha. À Tuấn hả?
Rồi. Khỏe khỏe. Đây, đã rồi. Mày cứ vậy rồi bố. Ừ. Bà là bố. Em bông. Không. Mày bị. Đây á. Ờ mày bị. Mấy đứa con á, chắc vậy. Con ông đê. À con. Ừ. À rồi, ok. Rồi rồi, xin chào. Dạ. À, kính thưa quý vị, vậy giờ đây thì anh em lại phải đi tới một hoàn cảnh khác. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị.